Anh xem điện thoại xem em gọi bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn, anh có quan tâm để ý đến em không? Quên anh làm xe cho khách mà. Lúc nào anh cũng xe với cổ, có khi nào anh quan tâm em đâu. Em phải cho anh thời gian chứ. Em phải ổn định cuộc sống nghề nghiệp tương lai sau này. Em cho anh thời gian. Cuộc sống ổn định hả? Nghề nghiệp của anh là gì? Tối ngày đi đua xe với tụi nó hả? Người ta có đâu có cặp chở nhau đi chơi, còn em lúc nào cũng một mình lủi thủi hết trơn. Lúc đó ai hiểu cho em? Bây giờ em cảm thấy mệt quá rồi, dừng đi. Sai lầm lớn nhất